Xin chào tất cả chị và thân yêu. Ngày hôm nay em An sẽ lên sóng giới thiệu cho chị một mẫu xe 7 chỗ ngồi với cửa tiền chỉ nhô 300 triệu một chút thôi là chị đã có ngay một chiếc xe 7 chỗ ngồi chất lượng đẹp và phù hợp với nhu cầu gia đình của mình cũng như là túi tiền. Và chúc tất cả chị và thân yêu của em An có những phút giây thật thoải mái vui vẻ khi xem video của kênh YouTube của em An anh chị nhá. Và hãy cho em An một like, một nút đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh, đặc biệt hãy nhấn nút chuông bên cạnh để cập nhật các sản phẩm mới nhất về tại siêu thị ô tô Bình Dương. Siêu thị ô tô Bình Dương tọa lạc duy nhất tại một địa chỉ số 1968 ngã ba ông xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Gia An, thành phố Gia An, tỉnh Bình Dương anh chị nhá. Chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe đã qua sử dụng, vì vậy mà anh chị có nhu cầu cần mua bán trao đổi xe hãy alo trực tiếp cho em An. Cảm ơn chị rất là nhiều. Đây, sau lưng em An là một chiếc xe đó, một chiếc Kia Carren sản xuất 2016 số sàn. Và anh chị cùng tham quan một vòng mẫu xe này để cảm nhận được độ đẹp, độ chất lượng của một chiếc Carren số sàn đã 6 năm sử dụng rồi, nhưng theo đánh giá của em An, đây là một chiếc xe chất lượng, một chiếc xe rất đẹp luôn, liền lạc, và từ ngoại thất đến nội thất, tất cả những chi tiết như là vô lăng cửa số cũng còn cực kỳ là tuyệt vời. Em xe này hiện tại đang chạy lọc gần 80.000, đúng chất luôn, đã được thay 4 vỏ mới, nước sơn đồng nhất và đồng áng rất là căng nhè. Đây, em xe này màu vàng đồng với chị nhé. Đó, những cái ốp đèn đã được chủ xe vào cho chị này. Em xe này thì hiện tại đang đeo biển số Nghệ An và cũng đã ra tên đổi biển rồi chị nhé. Xe thì bên em đều bao rút gốc cho chị cả, nên là chị cứ yên tâm về vấn đề hồ sơ pháp lý thì luôn luôn là chuẩn chỉ cho chị. Thay 4 vỏ hút đi rất là mới đâu, mâm 4 thăng đĩa ABS đầy đủ hết này chị nhé. Vè mưa, phim cách nhiệt đã có, và cái phần gác mui thì tạo lên cái độ khỏe khoắn và nhìn cái xe rất là trường xe, đúng không ạ? Các tay cửa thì mạ chrome sẵn. Em xe này thì khám phí và lưu hành còn đến tháng 4 năm 2023 cho chị. Đấy, anh chị cùng tham quan một vòng. Những cái đường ốp mạ chrome nổi bật ở phần hai cánh cửa xe. Kia Carren số sàn, đây là một mẫu 5+2 7 chỗ ngồi. Cửa tiền rất là mềm. Mà đặc biệt đây là một chiếc xe rất là chất lượng. Đấy. Và anh chị cùng tham quan phần đầu xe. Chiếc xe này đã được chủ xe độ lên cái cụm đèn bi LED anh chị. Nguyên bản là dạng cụm đèn bi dạng thấu kính thôi. Em này đã được bi ánh sáng trắng rồi, nhìn nó rất là LED, đặc biệt là anh chị đi buổi tối ha. Và anh chị có thể thấy là cái cụm đèn pha này, một chiếc xe đẹp, một chiếc xe đi ít thì anh chị có thể thấy là nó chưa bị rạn nứt. Đấy, nó chưa bị rạn nứt, nó rất là mới nhỉ. Đây, đó, phần dưới là phần đèn gầm sương mù. Đó, 2016 chị nhá, động cơ 2.0 máy xăng. Đó, 2.0 máy xăng cực kỳ đẹp. Đây, cụm đèn pha bên đây cũng vậy. Đó, cũng đã được vào ốp đèn rồi. Chiếc xe cực kỳ liền anh chị ạ, đẹp lắm, xe rất là đẹp, chất xe mới tinh luôn. Và đã lên cho anh chị 4 vỏ. Em An sẽ cho chị tham quan ngay phần khoang động cơ anh chị nhé. Ở động cơ 2.0 thì mức tiêu nhiên liệu của một em Carren nó sẽ dao động cho chị khoảng 9 lít cho địa hình kết hợp anh chị nhé. Đây, cho chị tham quan. Đấy, động cơ 2.0 rất là khỏe khoắn. Đây đó. Đây, máy nó rất là mới nhỉ. Đây, êm ái đúng không ạ, cực kỳ là mới. Đấy, rất đẹp, thực sự là đây là một chiếc xe em ăn đánh giá đây rất là chất lượng. Các trụ, đây là những cái ụ nhá, ụ của cái phuộc ấy. Đây là keo zin nhá, nguyên bản trong nhà máy nhá, những cái đinh bấm này nguyên này. Đấy, hay những cái chi tiết ốc này, vẫn nguyên bản này. Đấy, bình nước này mới tinh này. Này, đấy, các ốc má vè này, em xe này cực kỳ là zin nguyên bản. Đấy, khẳng định với chị đây là một chiếc xe rất là mới, các ốc cabo chưa tháo mỏ này. 2016 số sàn. Và giá mà bên em đang chào bán ở mẫu Kia Carren này đang là 319 triệu. Và giá sẽ rất là linh hoạt cho chị nào mình yêu xe đẹp và xe chuẩn chất sẽ có giá hợp lý nhất. Và cái giá mà em đang báo với chị cũng đang là một cái giá rất là sát và rất là hợp lý rồi. Đấy, và anh chị nào mình thực sự quan tâm về một cái sản phẩm của bên em bán ra chất lượng như thế này thì có thể inbox hoặc alo trực tiếp. Em sẽ cho chị một cái giá tốt nhất cho chị. Đó. Và xe thì động cơ hộp số nguyên bản, chưa tháo mở, bao check test cho anh chị. Và tất cả những cái xe này khi mà chị lấy thì bên em đều hỗ trợ thay nhớt cho chị và có bảo hành cho chị. Động cơ và hộp số, cái quan trọng nhất của một chiếc xe cũ đó chính là động cơ và hộp số. 5.000 km anh chị nhé. Đấy, 2016 rất là đẹp, 319 triệu. Ok rồi, tiếp tới phần thân xe thì như về em An có nói với chị là em xe này đã được thay 4 vỏ rất là mới rồi, vỏ hút ear nhé. Đấy, em xe này anh chị về là anh chị không phải thay vỏ nữa, vỏ rất là mới. Em An sẽ quay cái vô lăng để chị coi. Đây, 2016
6 triệu anh chị thấy không? 4 vỏ mới thôi. Đấy. Vỏ Goodyear nhá, bộ mâm đúc này. Mâm này cũng rất là mới luôn. Đấy. Mâm R16. Ok. Cái cọc đĩa bên trong rất là sáng như này đây. À, xe đẹp lắm anh chị, khẳng định đây là một chiếc xe chất xe rất là đẹp, rất là mới. À, xi nhan tích hợp của gương chiếu hậu này, tay cửa mạc chrome. À, đồng nhất luôn, các phần đường lườn này còn đẹp ha. À, ok. Rồi. Tiếp tới đây cho chị tham quan nội thất nhá. Nguyên bản ở đây chỉ là ghế lì thôi nhưng mà chủ xe đã vào cho chị bộ ghế da rồi. Đấy, ghế da đẹp đúng không ạ? Đây cho chị tham quan cái vô lăng này trước này. À, chị thấy cái xe có đúng chất không? Đúng chất 7-8 ngàn không cái vô lăng này. Rất là mới nhỉ đây. Đấy, rất mới, phải nói là vô lăng đẹp. Tuyệt vời luôn. À, củ số đi. 216 số sàn máy 2.0. Đấy, củ số đây cũng vậy. Đó. Và thêm một cái giá trị đó là cái gì anh chị ạ? Đây là một cái màn hình 9 inch. Màn hình Zetec rất là xịn sò nha. À, màn hình này thì anh chị có thể vào mạng YouTube đầy đủ hết. À, màn Zetec có cam hành trình tích hợp sẵn, cam lùi rồi. Nguyên bản thì chắc chắn là không có rồi. Nhưng em xe này đã chủ cũ đã vào rồi. Hệ thống điều hòa auto nhá, auto này, auto này. À, và em này thì thêm một cái nữa đó là chủ cũ đã độ cho anh chị khóa đầy đủ thông minh này, start top này. À, một chiếc xe có lẽ là chủ cũ khá là tâm huyết đúng không ạ? Khá là tâm huyết và dành nhiều tình cảm cho mẫu này. À, rồi cho chị tham quan phần táp bi cửa kia, những cái nút bấm cũng còn nguyên bản và đẹp ha. 2016 số sàn, 319 triệu lên full đồ chơi và chiếc xe cực kỳ liền nạc. À, đây là một chiếc xe em nghĩ là gần như là chủ xe đi gia đình 100%. Đấy, những cái chân côn này, chân thắng, chân ga còn mới tinh luôn. Đấy. Đấy anh chị thấy không? Theo thời gian nhưng nó chưa có độ mòn. À, độ mòn nó không có lớn ha. À, vào ghế da rồi. Rồi tiếp theo đến hàng ghế phía sau. Đây cho anh chị tham quan nhé. Đấy. Gương kính chỉnh điện, gương cục. Các keo chỉ zin hết từ cánh cửa. Cabo cốp là nguyên bản. Nguyên bản tuyệt đối. Đây. Tiếp theo đến hàng ghế phía sau nhé. Đấy. Phần trần này. Phần trần trên thì Galamen cho chị tham quan nó rất là sạch. Cực kỳ là sạch luôn. 2016 số sàn. Đấy. Ghế da sạch sẽ, được trang bị hốc rõ điều hòa ghế sau. Là mẫu 5 cộng 2 thì rõ ràng đây là mẫu xe đa năng luôn. Đấy, và khi mà chị thấy là em đang mở cái cửa ra nó không hề bị nhảy vào. Đấy. Nó đi ít đúng không ạ? Những cái bản lề nó còn mới. Đấy. Những chi tiết ốc này chị thấy không ạ? Zin nguyên bản này. Chưa tháo mở, đây là những cái dấu chấm sơn mà trong khi QC nhà máy họ kiểm tra. Đấy. Đây là mới lắm. Nhưng mà em xe này đúng chất 8 vạn, đẹp, tuyệt vời luôn, 216 đây. Keo chỉ không mất một phân nào nhé. Cái đấy là bao tuyệt đối. Ok, đây vỏ sau đây. Đấy, được trang bị 4 thang đĩa và vỏ sau cũng mới tinh như vậy đấy. Ok đúng không anh chị? Đó. 319 triệu, mẫu này thì hiện tại thì vẫn có thể hỗ trợ banh được. Đó. Nếu trường hợp mà anh chị đang thiếu lại tài chính khoảng 50 triệu thì em có thể cho anh chị góp tại siêu thị ô tô Bình Dương được. Đấy. Hàng ghế sau thì em đang gập xuống. Thì ra thì cái hàng ghế thứ ba này nếu mà anh chị đỡ lên thì nó cũng không quá rộng. Nhưng mà đây là mẫu xe đa năng. Vì vậy mà khi mà anh chị gia đình mình khoảng 5 người thôi thì anh chị có thể chỗ để đồ cũng rất là thoải mái ha. Đấy. Ở hai bên này là những cái hộc chứa nước này. Được làm rải rác hai bên luôn. Đấy. Lì này, mới tinh. Đấy. À, những cái chi tiết ốc cốp chưa tháo mở bất cứ một chi tiết ốc nào cả. 2016 chị số sàn. À, các đinh bấm ở đây là nguyên hết này chị. Em xe này nước sơn zin cực kỳ là nhiều. Và thì cái dàn màu sơn bên ngoài chị thấy nó rất là đồng nhất. Phần gầm xe đây. À, cho chị tham quan phần gầm xe để chị thấy cái độ sáng và xe có mục mọt hay không nhé. À, tuyệt đối là không mục mọt. À, và sơ cua dòng này nó khá là nhỏ đâu. Ok. Đấy, vỏ sơ cua nó khá là nhỏ đúng không ạ? Rồi. Keo chỉ là em ăn bao zin hết nhé. Không mất một phân keo phân chỉ này. Cái này là em ăn khẳng định với chị là bao chuẩn hết. Rồi. Đấy. Hợp lý đúng không ạ? Cái cửa tiền này thì anh chị có thể kiếm một xe 7 chỗ thì em ăn. Đấy là mẫu này là mẫu hợp lý nhất. Tại vì nếu mà anh chị kiếm những cái dòng như Innova hay Fortuner thì nó rất là khó vì đời nó rất là sâu. Thế mà anh chị mua về thì thứ nhất là cái chất xe nó không còn. Thứ hai là mình sẽ phải sửa chữa bảo dưỡng nhiều hơn, chi phí nhiều hơn
Trong khi đó anh chị mua một chiếc xe đời 16 thì nó cũng là tầm đời chung chung rồi, không quá thấp nhưng không quá cao. Đặc biệt là đây là một chiếc xe mà các bạn nghĩ thấy rằng chủ cũ họ đi rất là kỹ đấy, nước sơn zin còn rất là nhiều luôn đấy, bao zin cho chị nhé, keo chỉ là không mất một phân nào đấy. Thì ra thì keo chỉ đã zin rồi thì chắc chắn là những cái khung xương là phải nguyên bản rồi, không cần đụng rồi. Mở cửa ra chắc lịch luôn. Đây, ok. Bộ mâm, bộ bánh này khá là to, khi mà anh chị chạy cái độ cách âm nó rất là tốt. Đấy, rất là tốt luôn. Đấy, vẻ mưa chén cửa vào đủ. Đây, chiếc xe có lẽ là chủ cũ họ rất là kỹ đúng không ạ? Vào đủ đồ chơi cho anh chị luôn. Đấy, đồ chơi như ghế này, màn hình này, khóa thông minh không là loanh quanh cũng gần 20 triệu rồi anh chị ạ. Đấy, loanh quanh gần 20 triệu rồi. Đấy, là chị đã tiết kiệm rồi. Và xe thì giá này thì em An báo là giá còn thương lượng, cũng như là bao rút hồ sơ để anh chị về mình ra tên đổi biển cũng được. Và anh chị muốn thì bên em An cũng sẽ hỗ trợ ra tên cho anh chị. Đấy, còn anh chị ở xa thì một là bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển cho chị và bao rút hồ sơ. Ok chị nhá. Đấy, 2016 keo chỉ không mất một phân nào hết, mới tinh luôn. Ok chưa? Đây. Đó, khá phí còn đến tháng 4/2023, vỏ mới ấy. Vỏ này thì chủ xe có lẽ là họ mới thay thôi. Đấy, đây là chị là mình về là mình đỡ được tiền vỏ rồi. Đó, đỡ được tiền vỏ này, bốn vỏ mới này, ghế da, màn hình. Đó, đủ rồi. Em An vừa gửi đến anh chị và thân yêu của em An rất nhanh một mẫu xe 5+2, một em Kia Carens với cửa tiền nhô 300 triệu một chút thôi là anh chị đã sở hữu ngay được một em xe đẹp, chất lượng, lên đủ đồ chơi. Và anh chị quan tâm về sản phẩm này của bên em thì hãy alo trực tiếp vào số hotline của siêu thị ô tô Bình Dương hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe, trải nghiệm xe và mang xe về nhà. Cảm ơn chị rất là nhiều và hẹn gặp lại chị. Xin chào.